Phòng khám yêu của Trường Giang Thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Anh ơi, em bị rụng tóc nhiều lắm, thì làm cách như nào để hết? Thế thì đông y coi thì phế chủ bì mao, không điều thì đạo, là nghĩa là phổi đấy, chủ da, tất cả trên bề mặt da và lông. Thế gan thì chủ gân và khai khiếu ra móng. Và tóc thì là một dạng chất sừng, và nó cần những cái lượng vi chất từ gan để thúc đẩy da và phổi để làm cho óng mượt lên. Và cái việc mà bạn rụng tóc lên như thế này thì phải xem lại hệ thống tiêu hóa của bạn, đặc biệt là những cái người, đặc biệt là những người phụ nữ sau khi sinh thường là có hiện tượng thiếu vi chất, cho nên rất dễ bị tình trạng rụng tóc. Cách chữa thì như thế nào thì đầu tiên cần phải có thuốc. Đấy, thuốc là cần những cái bài thuốc đặc trị về bằng tóc, thì phòng khám có chỉ hết 600 nghìn một tháng. Và chủ vị của nó có hạ thố, hắc kỳ tử, bắc kỳ tử, nhiêu tất là, và một số vài vị thuốc bổ gan, bổ thận, thì nó hành khí hoạt huyết và làm cho nó tóc nó tốt, hoặc là tóc nó mọc lên và nó không bị bạc hoặc là không bị rụng nữa. À, hai nữa là cần phải tập. Sáng thì cố gắng vỗ tay 4 nhịp theo phương pháp công nghệ đạo, vỗ tay khoảng 5 hoặc 10 phút gì đó cho nó hành khí mạnh lên. Và đặc biệt là buổi chiều, chỉ có buổi chiều các anh chị đi làm về thì bớt thời gian ra khoảng 20 phút, kéo gối 10 phút và bò khoảng 10 phút, thì nó vừa làm lục phủ ngũ tạng nó tốt lên. Hai nữa là khi mà ngũ tạng nó tốt lên thì ăn uống kiện vận nó hấp thụ được. Hai là bò thì nó làm mạnh khí, làm mạnh cái phổi, và cái việc là phổi nó tốt thì nó làm cho nhuận khí ra, lông móng tóc nó sẽ óng mượt và nó sẽ bớt rụng đi. Và nếu mà không may các bệnh bị các bệnh tiêu hóa thì phải chữa trước, phải khỏi hệ thống tiêu hóa thì đưa thuốc gì vào thì nó hấp thụ được vào trong cơ thể. Cho nên khi mà nói là như vậy, nhưng mà khi mà còn ví dụ như còn táo bón hay là đi ngoài phân nọc nát hoặc là ăn thì đầy tức khó tiêu thì không bị chữa được bệnh khác cả, phải chữa được về hệ thống tiêu hóa cho nó ổn ấy thì đưa thuốc gì vào nó mới ok được. Xin chào.